Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên ạ. Ngày hôm nay tôi có cảm nhận như là nhiệt độ ngoài trời Hà Nội phải khoảng 40 độ C. Nhưng mà nhiều người đi ngoài đường thì có lẽ là còn có cảm giác là đến gần 50 độ. Có nghĩa là họ cảm nhận như thế, không biết là có đúng hay không ạ? Vâng anh Phúc và thưa quý vị khán giả, theo số liệu quan trắc tại trạm Hà Đông thì nhiệt độ cao nhất hôm nay là 41,3 độ, vượt qua mốc kỷ lục cũ năm 2020. Chưa bao giờ trong tháng 5 tại Hà Đông có mức nhiệt cao đến vậy. Nắng gắt khiến độ ẩm bị vắt kiệt chỉ còn 25%. Người dân quay cuồng trong nắng nóng như đổ lửa vì cảm nhận ngoài trời còn cao hơn mức nhiệt đo được từ 3 đến 4 độ nữa. Và dưới tác động của hiệu ứng đô thị bê tông hóa sẽ khiến cho thời gian nóng ở Hà Nội kéo dài đến tận tối, nhiệt độ giảm rất chậm. Đến lúc này mà nhiệt độ vẫn còn nằm trong ngưỡng nắng nóng 36 độ. Sau 3 tiếng nữa mới giảm xuống 32, rồi 30 độ. Phải tới gần sáng thì không khí mới dễ chịu hơn khi mà xuống 28 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì đã có cơn mưa giải nhiệt vào chiều tối nay. Từ giờ đến hết đêm dự báo trời tạnh ráo, gió mát, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.